Vậy mỗi vế là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cần. Và cần phía dưới đây là cái màn hình cũng đẹp long lanh luôn nha. Con này giá 9.500.000 nha các bác, 9.500.000, đẹp long lanh cành đào nha, mới tinh nha các bác, là thuộc những cái dòng Equa dòng khủng nha. Nhưng con này nó năng tiếng 3 giải rất là feel luôn, mạnh nha các bác. To R7 nha, rất là nổi tiếng, SDI R7 9.500.000. Và đây là khủng long bà chúa của Sansui SE9 hơn 30W, có hệ thống cần tự động nha, đèn nước phía trước rất là mới. Con này cũng 4 cầu điện nha các bác, con Sansui này 4 cầu điện nha, 100, 120, 224 mới kê nha. Con này giá là 11.500.000 nha các bác, 11.500.000 bao gồm phí ship. Sansui SE9 11.500.000, công suất 30W, 34W hả? Rồi bác nào mình yêu thích một trong những con Equai để phục vụ nâng ba giải, bát mic chép theo yêu thích và có thể làm rề thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Còn ba con BRS và hai con ADC. Những con này là hàng Mỹ hết nha các bác, có riêng con ADC 315 là có được và nó chạy 4 cầu điện nha. Còn lại là hàng nội địa, điện sử dụng 100 đến 120. Và ba con này đồng một giá và con này một giá nha các bác. Thì đợt này về những con BRS 3000 và EQ 315 mà giá nó tốt so với lượt đợt trước là 200.000. Là hiện tại là BRS 3000 và ADC 315 là giá là 7.500.000. Còn con ADC Tentitai này thì nó giá là 8.000.000. Hàng cực đẹp hết nha các bác, đẹp và long lanh luôn nha. Những con này đều có đèn cần đèn nước hết nha các bác. BRS EQ 3000 và rất là nổi tiếng trong lực đánh của nó. Nó mạnh nhất ở phân khúc nha các bác. Còn ADC 315 và EQ 3000 thì nó chung cấu hình nha các bác. Tại ADC và BRS thì công ty mẹ công ty con thôi nha các bác. Mấy con này là một giá nha, nó cấu hình y chang nhau, cực kỳ mạnh ở phân khúc. Ở phân khúc tầm 8.000.000 lại thì chỉ có BRS 3000 và EQ 315 là một trong những con Equai rất là được các bác lựa chọn nhiều, bởi vì lực đánh nó mạnh, nó năng tiếng rất là tốt, cực kỳ mạnh luôn nha. Có hai volume này, con BRS 3000 là có hệ thống năng tiếng này, làm rề này quá, rất là hay. Còn con 315 thì có ba lăng này, chân trái phải này, có đèn cần đèn nước hết, rất đẹp nha, đẹp long lanh. Riêng con ADC 315 là 4 cầu điện nha các bác, các bác có thể chuyển điện qua 220 được. Còn con BRS là sử dụng điện 100 đến 120 nha, đẹp long lanh hết nha các bác. Hàng mạng về đẹp long lanh luôn nha, đều đồng giá nha. Hàng tuyển về phục vụ các bác. EQ 3000 thì có được 3 con nha. Đấy, còn con 315 chỉ có được có một con thôi. Đây phía sau nó các bác, mới tinh nhé. Đây EQ 3000. Đấy, đây là con ADC 315, cái chiến cầu điện này. Đấy, có thay độ mới chưa, cực kỳ xuất sắc, phục vụ các bác chơi như nhà. Các bác làm rề thì sử dụng những con này cũng được, hoặc là bộ dàn chúng ta mà cảm thấy lực đánh yếu quá, bát chép đồ nó yếu, hoặc là âm ly mà đang sử dụng gíp loa nó yếu, thì các bác sử dụng gíp một con qua BRS hoặc là ADC này vào thì nó hỗ trợ âm ly rất là nhiều. Đối với con này các bác gắn vào một con âm ly như là 67 thì nó hỗ trợ cho các bác công suất tăng thêm 50% của âm ly nữa nha. Ví dụ các bác đang nghi vặn volume âm ly 90 giờ khi gắn em này vào, các bác chỉ cần nhỉnh một tí cỡ 7 giờ 7 rưỡi là nghi rất là to rồi và lực đánh nó căng lên. Về những dòng này hỗ trợ tăng bass mic chép và nâng tiếng luôn nha. Vâng, và đây là con ADC Tentitai, nó đèn cần đèn nước. Hai quay phía trước con này giá 8.000.000 nha các bác. Phía sau mới keng luôn nha, này giá 8.000.000. Lúc trước em có về một hai con rồi, cũng đầy đủ hết tất cả tính năng, nâng tiếng, tăng volume lớn nhỏ, làm rề, cũng đầy đủ hết, không thiếu gì luôn. Nhưng con này cực kỳ đáng chơi, nhưng là chơi lọc Mỹ thì các bác phải nhận định nó rất là mạnh. So với phân khúc thì lọc Mỹ nó luôn mạnh hơn lọc Nhật nha. ADC và BRS
BS3000 có 3 con, ADC315 1 con và ADC30Time 1 con 8 triệu và bên này là 7 triệu rưỡi nha. Tất cả bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 200 ngàn nha.